Trần Quán Hy ngoại tình với gái trẻ khi Tần Thư Bồi, sư mẫu Victoria's Secret mang bầu. Mới đây, cả làng giải trí hoa ngữ chấn động trước một scandal được tung ra. Lần này, nhân vật được réo tên chính là Trần Quán Hy. Bad boy nức tiếng một thời tưởng chừng đã quy về ở ẩn sau khi hẹn hò với siêu mẫu Tần Thư Bồi và lên chức cha. Theo thông tin mà trang Sina có được, một netizen đã viết một ghi chú dài kể tường tận về khoảng thời gian quen biết với Trần Quán Hy, kèm theo những nội dung chát chít gạ gẫm từ phía tài tử họ Trần này. Đáng chú ý, thời điểm cả hai nói chuyện với nhau là từ tháng 11 năm 2016 cho tới tháng 1 năm 2017, cùng với khoảng thời gian Tần Thư Bồi đang mang bầu. Điều này cho biết Trần Quán Hy đã ngoại tình sau lưng bạn gái siêu mẫu Victoria's Secret. Netizen này cho hay Trần Quán Hy rất muốn gặp mặt netizen này, trực tiếp hỏi thẳng, em có muốn đến khách sạn để gặp anh không? Cô gái này chia sẻ nếu như mình có tình một đêm với Trần Quán Hy thì sẽ thế nào, đồng thời chia sẻ câu chuyện với những người bạn của mình. Có bạn cho rằng thật may cho netizen này, bởi nếu không, những tấm hình khỏa thân riêng tư của cô sẽ bị phát tán trên mạng. Nhân vật được cho là Trần Quán Hy thậm chí còn hứa hẹn rằng sẽ tới trạm tàu để đón netizen nếu như cô đến châu Âu chơi, đưa cô đi Disneyland đi xem phim. Sau đó, Trần Quán Hy còn chủ động tìm tới tài khoản Instagram của cô gái này tiếp tục hỏi, có đang ở Thượng Hải không, có muốn gặp anh không, sắp tới anh có chút việc tại Thượng Hải. Cô gái này nghi ngờ mình gặp phải Trần Quán Hy rỡm nên yêu cầu phải chia sẻ video có cận cảnh gương mặt. Không thể ngờ rằng Trần Quán Hy gửi video ngay và luôn, khiến netizen hoang mang tột độ khi nhận ra gương mặt tiều tụy trong clip chính là Mỹ Nam Hồng Kông ngày nào. Sau khi sự kiện ở Thượng Hải kết thúc, Trần Quán Hy có nói muốn hẹn gặp cô gái này tại khách sạn lúc 4-5 giờ sáng. Tuy nhiên, cô gái này viện cớ mệt nên không tới. Ngỡ tưởng mình bị block nick, không thể ngờ rằng một tháng sau, cô gái này tiếp tục nhận được tin nhắn của Trần Quán Hy qua Instagram. Toàn bộ những tin nhắn này được cô chụp lại và chia sẻ trên Weibo. Hiện tại, Trần Quán Hy và Tần Thư Bồi chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về bê bối ngoại tình gạ gẫm gái trẻ này. Tuy nhiên, nhiều netizen nhận xét Trần Quán Hy quả thật ngựa quen đường cũ, đẩy bạn gái và hạnh phúc gia đình vào tình huống khó xử. Năm 2008, cả châu Á bàng hoàng trước scandal lộ ánh sáng của Trần Quán Hy. Từ một Trần Quán Hy Mỹ Nam nhận được sự yêu mến và ngưỡng mộ của hàng triệu fan, Trần Quán Hy trở thành tội đồ, đẩy sự nghiệp và tên tuổi của bao mỹ nhân showbiz xuống vũng bùn tăm tối. Đời tư rúng động, những mối quan hệ chồng chéo của tài tử họ Trần bị truyền thông đào sâu. Trần Quán Hy trở thành bad boy của showbiz châu Á, bị fan quay lưng, truyền thông tẩy chay. Tưởng chừng con ngựa bất kham này sẽ mãi trượt dài trên con đường sự nghiệp và tình ái. Vậy nhưng không ai có thể ngờ rằng 8 năm sau bê bối, Trần Quán Hy đã tìm được người giúp anh vực dậy khỏi tăm tối. Cô gái khiến người đàn ông này không còn ngông cuồng ngạo mạn mà trở nên hiền hòa, luôn coi gia đình là số 1, chính là Supi hay còn gọi là Tần Thư Bồi. Năm 2006, paparazzi xứ Trung khiến cả showbiz choáng nặng khi tung loạt ảnh ôm ấp hôn môi của Tần Thư Bồi với bad boy Trần Quán Hy. Sau đó, Tần Thư Bồi liền đăng bài viết ngấm ngầm thừa nhận chuyện tình cảm. Tôi về đây đang sống vô cùng hạnh phúc. Kể từ đây, chuỗi drama bắt đầu kéo dài. Trên Weibo, Triệu Lỗi, chồng của Tần Thư Bồi viết một tâm thư dài thể hiện sự bàng hoàng và bất ngờ, tuyên bố anh và vợ chưa ly hôn, vậy mà siêu mẫu họ Tần đã ngoại tình bên ngoài. Đối đáp lại, Tần Thư Bồi đáp trả chồng cũ và cho rằng cả hai đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn. Sau khi ly hôn, Triệu Lỗi xác nhận tình cảm với Trần Quán Hy, Tần Thư Bồi khăn gói quả mướp sang Mỹ, xây dựng tổ ấm mới với bạn trai mới. Cả hai nhanh chóng có một tiểu thư đầu lòng tên là Alaa, năm nay 3 tuổi. Sự xuất hiện của Tần Thư Bồi và Alaa đã khiến Trần Quán Hy thành một con người hoàn toàn khác. Không còn cảnh chơi bời thất loạn, Trần Quán Hy từ một bad boy trở thành một người đàn ông tu chí làm ăn, coi trọng gia đình, luôn để bạn gái và Alaa lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống.